Hi, chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về trầm cảm nhé. Mọi thông tin dưới đây đều do mình tổng hợp và ghi lại, nên nó chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có bất kỳ sai sót nào, mong mọi người hãy góp ý ở phần bình luận. Những góp ý của mọi người sẽ giúp cho mình cải thiện bài viết và là nguồn động lực quan trọng để mình có thể tiếp tục viết về tâm lý học. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong cuốn nhật ký của người trầm cảm, chị ấy đã nói: "Dạo này tôi toàn mơ đến cái chết. Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như tôi thực sự muốn chết vậy. À, tất nhiên tôi chẳng dám chết đâu, nhưng nó cứ lẩn vẩn ở trong đầu tôi mãi, rằng tôi quá tệ để không chết." Điều này đã nhắc cho tôi nhớ về một suy nghĩ trẻ con của mình. Lúc đó tôi lại nghĩ những người tự tử thật ích kỷ, họ không hề suy nghĩ cho cha mẹ, bạn bè, những người quan tâm họ. Nhưng có lẽ đó thực sự là một suy nghĩ sai lầm. Tôi đã không đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Tôi không hề hiểu về những nỗi đau, sự tuyệt vọng, sự ám ảnh mà họ đã trải qua. Và lúc đó tôi đã hiểu ra họ thật kiên cường, thật dũng cảm. Chính suy nghĩ đó tôi nghĩ tôi muốn tìm hiểu về họ. Để cảm nhận rõ hơn, bà hãy cùng tôi nghe về một câu chuyện ngắn, nhật ký người trầm cảm. Mười một giờ 49 phút ngày 9 tháng 6 năm 2017, đường phố Seoul trở nên vắng vẻ và tĩnh mịch, làm tôi nhớ về đường phố Hà Nội. Hôm nay là thứ sáu, nửa đêm, những người vào cửa hàng tiện lợi này vẫn rất đông, chủ yếu là những người trẻ ở mua rượu soju, bia, thuốc lá và đồ ăn kèm để tụ tập với bạn bè. Thỉnh thoảng có một vài ông chủ vô gia cư say mềm chân bước chân siêu vào trong quán và ngủ ngay sau đó. Trường hợp này, cô chủ bảo tôi phải nhắc nhở họ rời đi, hoặc nếu không thì phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Tôi cực kỳ ghét mùi của những người say xỉn. Trước đây, mỗi lần bố tôi uống rượu say, thường chửi và đánh mẹ, thỉnh thoảng đánh luôn cả tôi. Mẹ dẫn chồng ông tôi khóc, hoặc khóc một mình trong phòng. Lúc ấy, tôi rất ghét bố. Khung cảnh này lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Cho đến khi tôi sang du học ở Hàn Quốc, bố tôi ít uống rượu hẳn. Chỉ ông mắc bệnh bình dật, dù ông vẫn nghiện thuốc lá, nhưng khi không say xỉn, bố tôi đã nể nã hơn hẳn. Lần sau, chị đừng nhờ em giúp gì nữa. Em cảm thấy rất mất thời gian, phí công sức, lại còn phiền bạn luôn. Xong việc, chị cũng đâu biết hết. Lại nữa, chị đang gửi em nước tiền nhà tháng trước. Ông chủ nhắc nhiều đấy. Chị biết em khó xử thế nào không? Đó là tin nhắn tôi vừa nhận được từ Linh, em gái tôi. Gần đây, tiếng sức tôi và nó cãi nhau ngày càng nhiều. Từ cái việc nhỏ nhặt như sắp xếp đồ dùng, ăn tối nói gì, sập túi ra sao. Linh muốn tôi chuyển ra ngoài, chỉ con bé muốn ở cùng với người yêu nó. Từ dạo đó đã hơn một tháng, Mỹ nhắn tin tới tôi hẳn. Mà có cũng là những tin nhắn kiểu như trên, chất móc hoặc đòi tiền. Nhớ lại một năm sau khi qua Hàn, lúc đấy ở nhà kẹt tiền quá, nhà bố mẹ không gửi tiền trợ cấp, hai chị em chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Sự đi làm thêm, sự lo đủ thứ từ tiền sinh hoạt học phí đến tiền nhà. Lý do bọn tôi cãi nhau có lẽ không liên quan nhiều đến những thứ tôi đang viết. Nhưng khi nghe con bé nói thế, cái suy nghĩ cất kín cả tháng nay lại bừng lên. Nó đập úp vào đầu tôi. Những suy nghĩ tiêu cực đó lại xuất hiện. Nhìn xem, mày đã gây ra chuyện hồi này. Ai sẽ chịu đựng được mày cơ chứ? Mày lỡ phản, mày luôn làm phiền những người khác, làm người ta khó chịu. Lẽ ra, mày không nên tồn tại trong cuộc sống này. Thực ra, tôi luôn không muốn nhờ để ai giúp đỡ chuyện gì. Tôi cảm thấy sự nhờ vả sẽ làm phiền với người khác, khiến họ nghĩ rằng tôi tiếp cận họ là có mục đích. Chỉ đến khi mọi chuyện rối tung cả lên, tôi không thể tự giải quyết được nữa thì mới nhờ đến người khác. Mà chuyện rối tung thì lại càng thấy phức. Tôi luôn nghĩ về điều đó. Vậy nên khi Linh nói như vậy, tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình đúng là thật.
tôi cảm thấy bản thân thật bất lực, thật vô dụng. Đó là suy nghĩ của tôi, từ việc dính vào những rắc rối, đến làm phiền mọi người giúp dẫn mình. Rồi chính tôi cũng phá hủy những mối quan hệ đó, khiến họ mới tránh xa tôi. Tôi luôn bị đến cái này, xung quanh mình chẳng có ai cả. Ai lại muốn cường một đống rắc rối cơ chứ? Ngày 20 tháng 10 20 giờ 10 phút ngày 12 tháng 7 năm 2017. Dạo này tôi cảm thấy mọi thứ đều giả dối. Tôi tự hỏi, trong số những người xung quanh tôi, có ai nói thật không? Họ nói dối từ lời nói đến nét mặt. Tôi cứ như người thừa. Nhưng chẳng lẽ việc bộc lộ toàn bộ suy nghĩ của tôi là sai sao? Việc tôi từ chối bước vào thế giới giả dối của họ là sai sao? Họ gọi đó là trưởng thành, là người lớn, là có trách nhiệm, là lịch sự, hoặc bằng bất cứ nghĩ từ nào mà họ có thể nghĩ đến. Nhưng tôi gọi đó là dối trá. Tôi không biết những cảm xúc tiêu cực này của mình bắt đầu từ đâu, nhưng nó cứ lanh nhanh ở trong lòng tôi như thế. Từng ngày tôi cảm thấy chán ghét cả những người xung quanh. Tôi thấy được những thứ họ giấu giếm. Tôi biết họ đang nói dối, họ đang muốn giấu. Tôi cũng sẽ giả vờ như không biết. Và tôi nhận ra tôi giả vờ rất sợ. Tôi nhận ra tôi đang trở thành một người mà tôi từng ghét, dối trá và đầy bí mật. Tôi không muốn giống họ, nhưng tôi cũng không biết làm thế nào. Vậy nên tôi chỉ muốn ở một mình, bởi vì khi đó sẽ không ai nói rằng những điều tôi nghĩ thật vớ vẩn. Ở một mình thì những cảm xúc của tôi sẽ được an toàn, con người trao đổi nhau qua những chiếc mặt nạ giả tạo. Tôi tự hỏi, trong đó có bao nhiêu cảm xúc là thật? Ngày còn thơ trẻ, tôi đã từng nghĩ rằng mình cần đối xử thật tâm thì sẽ gặp được những người thật lòng. Nhưng thế giới này khắc nghiệt quá. Người ta nghi ngờ sự thật tâm của nhau và cố gắng bôi đen sự chân thành của người khác. Nhưng hóa ra tất cả chúng ta, những con người, cả những người dối trá và những người chân thật, đều chỉ là những kẻ cô đơn, cứ dối trá cả đời, cứ chân thật cả đời, nhìn lại cũng chỉ có một mình mà thôi. 12 giờ 10 phút ngày 24 tháng 12 năm 2017. Dạo này tôi cảm mơ đến cái chết. Tôi mơ về nó nhiều đến nỗi cảm giác như tôi thực sự muốn chết vậy. À, tất nhiên tôi chẳng dám chết đâu. Nhưng suy nghĩ đó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi mãi. Tôi quá tệ để sống tiếp. Và tôi cảm giác rất rõ ràng, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ kết thúc trong sự cô độc. Có lẽ đúng như tôi nghĩ, loại người như tôi không nên có bạn bè, hoặc tôi không xứng có bạn bè. Dù sao thì cuộc đời tôi chính là như thế. Không phải vì tôi không thể tìm được ai đó yêu thương tôi, tin tưởng tôi, mà vì tôi biết rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ vô tình phá hủy mối quan hệ này. Giống như Huyền, cô bạn thân năm cấp 3 của tôi vậy. Tôi nghĩ mãi đến chuyện lớp 9 7 năm trước. Huyền là cô bạn thân nhất của tôi. Một ngày nọ, cô ấy kể cho tôi một bí mật rằng cô ấy là người đồng tính nữ. Lúc ấy tôi chưa có khái niệm như thế nào là người đồng tính. Bí mật này đối với tôi thật là to lớn, nhưng tôi không hề tin tưởng cô ấy. Thậm chí tôi còn cảm thấy cô ấy thật đặc biệt. Trong một cuộc nói chuyện với một người bạn khác trong lớp, tôi đã lỡ miệng nói ra để có một người bạn là người đồng tính. Chẳng biết thế nào mà cả lớp đều biết đó là Huyền. Và thế là cô ấy tránh mặt tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi cứ muốn nói lời xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy cứ mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi không biết phải làm thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Điều duy nhất tôi có thể làm là tránh xa Huyền, tránh xa bạn bè của mình để họ không phải dính vào tôi, để họ không buồn nữa. Mỗi khi tôi làm được khóc buồn phiền,
những câu chuyện và những con người đó cứ kẹt lại ở trong đầu tôi bao nhiêu năm vẫn vậy. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, nếu hồi tôi cứ tự phát đi một chút, liền tôi không tổn thương chứ? Hoặc như vậy, tôi có thể quên đi chứ? Có lẽ nên ngủ thôi, cái lưng vào bụng của tôi đang hành hạ tôi. Tôi đã ngồi như thế này 5 tiếng rồi. 22 giờ 25 phút ngày 25 tháng 6 năm 2018. Tôi đang cảm thấy khoảng trống ở trong lòng tôi ngày càng lớn dần. Tôi có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong tôi sẽ chẳng vui vẻ gì. Như thể cái người đang tươi cười kia không phải là tôi, mà là một ai khác đó vậy. Một cái bao bọc đủ để ai cũng tưởng rằng họ hiểu tôi lắm. Khi đọc thư tuyệt mệnh của Jong Hun, của nam ca sĩ kiêm sáng tác người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc Shinee, tự tử ngày 18 tháng 12 năm 2017, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cô đơn đến cùng cực của anh ấy. Tôi hoàn toàn hiểu, vì tôi cũng thế. Cái cảm giác không có gì ở trên cuộc đời cần tôi, nếu dụ tôi, là rất tàn nhẫn. Tôi đã từng nghĩ rằng, thả là đau khổ, còn hơn là sự trống rỗng như thế này. Đau khổ rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chỉ có những trống rỗng và lớn lên từng ngày. Tôi cũng đã dần quen việc mọi người luôn đặt tôi ngoài lề ở cuộc đời họ. Nực cười là chính họ lại chưa giáo tôi về việc tôi nên đặt họ vào trung tâm của cuộc đời tôi như thế nào. Tôi không cần họ, tôi không cần ai yêu thương tôi nữa. Vì thế tôi phải học cách yêu thương bản thân mình hơn. 1:30 ngày 30 tháng 10 năm 2018. Dạo này tôi nghe lại những cuốn album cũ của Jong Hun. Cái cảm giác mà Jong Hun đã trải qua có lẽ giống như tôi bây giờ. Chỉ là tôi chưa đau khổ đến mức muốn kết thúc sinh mạng như anh ấy. Tôi chỉ nghĩ về nó thôi, mong rằng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Tôi khao khát có ai đó đồng cảm với nỗi đau của tôi, nhưng không có ai cả. Có lẽ tôi đã hiểu thêm về một chút sự cô đơn đến cuối cùng mà Jong Hun đã trải qua. Những người xung quanh tôi rất tốt, nhưng họ không thể đồng cảm với tôi. Những lời tôi nói sẽ trở thành một câu chuyện phiếm vô nghĩa với người khác. Những lời nhìn vào gương, tôi lại thấy bản thân mình thật thảm hại. Tôi thấy tôi không đáng được yêu thương. Tôi cho rằng bất cứ ai phải nhận yêu thương của tôi đều là sự chia sẻ của họ. Tôi rất cô đơn, nhưng tôi không thể chia sẻ với ai cả. Có những hôm ngủ dậy trong phòng, tôi nhìn về nhà và nghĩ rằng không còn gì quan trọng nữa. Tôi không vui, không buồn, không cáu, không giận. Tôi chỉ thấy bất lực với trống rỗng đang lớn lên từng ngày. Chỉ có âm nhạc của Jong Hun, thứ mà cậu ấy để lại, là đồng cảm với tôi. Tôi nghe từng bài để cảm nhận sự bất lực lớn dần của cậu ấy. Có khi nào tôi sẽ lựa chọn kết cục như cậu ấy không? Tôi vẫn luôn ôm nỗi buồn này ở lại. Tôi không thấy có gì còn quan trọng nữa. Nhưng tôi vẫn sống. Tôi vẫn đang sống. Đến bản thân tôi cũng ngạc nhiên từ điều này. Có ai đó đã từng nói với tôi rằng tôi quá nhạy cảm, và sự nhạy cảm này vừa là món quà, vừa là gánh nặng. Có thể họ đã đúng, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. 00:14 ngày 24 tháng 10 năm 2018. Ai rồi cũng rời bỏ tôi. Họ có nhiều mối quan hệ tươi sáng và mong đợi hơn là để bản thân hướng tới một đứa tâm tối như tôi. Con người thật cô đơn, những nỗi buồn này đã đeo bám tôi bao nhiêu năm rồi. Và có lẽ chúng sẽ đưa tôi đi một cách thật tự nhiên và thầm vắng. Tôi tự hỏi, tôi còn cố gắng được bao lâu nữa trước khi bản thân tôi thực sự sụp đổ. Tiếng tin nhắn điện thoại cách ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lấy chiếc điện thoại ra và lắng nghe và nhắn thoại gửi đến. Chúc mừng sinh nhật, chúc bà một tuổi mới luôn vui vẻ, vui tươi, chăm ngoan học giỏi. Dạo này bận ghê tắc, lúc nào rảnh gọi cho tôi ha. Có quà nè mà chẳng biết bao giờ mới đưa được.
Tôi cảm thấy mình như đang cười. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ, một ngày nào đó tôi cũng có thể tìm thấy những điều quan trọng có thể níu giữ với cuộc sống này. Tôi sẽ có bao nhiêu chuyện khi tôi lớn hơn, sẽ bao lần tôi sụp đổ như chìm sâu xuống đáy vực bởi bóng ma của những cảm xúc tiêu cực. Nhưng sẽ là một mấy lần tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không đầu hàng, tôi sẽ không buông tay. Khi đọc những dòng tranh, tôi cảm thấy một sự tự ti, sự suy sụp, sự tuyệt vọng, ám ảnh hay những suy nghĩ muốn chết luôn hiện lên trong đầu. Suy nghĩ này liệu có phải là trầm cảm hay không? Chỉ bằng chúng ta hãy cùng nghe về khái niệm của trầm cảm và đưa ra đáp án về chính mình. Rối loạn trầm cảm hay trầm cảm là một chứng rối loạn tâm thần phổ biến. Các triệu chứng của căn bệnh bao gồm tâm trạng buồn bã kéo dài ít nhất 2 tuần liên tiếp, lòng tự trọng thấp, mất hứng thú với các hoạt động bệnh nhân từng cảm thấy thú vị, hay các hoạt động bình thường cũng trở nên khó khăn với bệnh nhân, cảm thấy lười loại, thiếu năng lượng, đau nhưng không rõ nguyên nhân. Có thể thỉnh thoảng những người mắc bệnh trầm cảm còn ảo tưởng hoặc gặp ảo giác. Các triệu chứng của căn bệnh cách vài năm mới gặp hoặc gần như vừa xuất hiện. Trầm cảm nặng thì nỗi buồn sẽ kéo dài hơn, và những việc vốn là một phần bình thường của cuộc sống bỗng trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, khi mắc bệnh, cảm xúc của bệnh nhân sẽ trở nên bất thường. Thời gian khởi phát chứng trầm cảm phổ biến nhất là ở độ tuổi 20 và 30. Với nữ giới bị trầm cảm thường xuyên gấp đôi so với nam giới. Rối loạn trầm cảm nặng ảnh hưởng đến khoảng 163 triệu người, khoảng 2% dân số thế giới vào năm 2017. Tỷ lệ những người bị trầm cảm tại một thời điểm trong cuộc đời của họ thay đổi từ 7% ở Nhật Bản đến 21% ở Pháp. Tỷ lệ xuống lâu hơn với chứng này ở các nước phát triển là 15%, cao hơn so với các nước đang phát triển 11%. Chứng rối loạn này gây ra tình trạng bệnh kéo dài nhiều năm thứ hai chỉ sau đau thắt lưng. Thuật ngữ rối loạn trầm cảm chính được đưa ra bởi một nhóm bác sĩ lâm sàng Hoa Kỳ vào những năm 1970. Nguyên nhân của rối loạn trầm cảm chủ yếu được cho là sự kết hợp của các yếu tố di truyền, môi trường và tâm lý, với khoảng 40% nguy cơ liên quan đến di truyền. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tiền sử gia đình về tình trạng này, những thay đổi lớn trong cuộc sống, một số loại thuốc, các vấn đề sức khỏe mãn tính và lạm dụng chất kích thích. Nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cá nhân, cuộc sống công việc hoặc giáo dục, cũng như thói quen ngủ, ăn uống và sức khỏe nói chung. Những người hiện tại hoặc trước đây bị ảnh hưởng bởi chứng rối loạn này có thể bị kỳ thị. Ví dụ như, nếu bạn đơn độc, bạn có khả năng cao bị trầm cảm. Nếu khi làm việc, bạn không kiểm soát được công việc, bạn chỉ nên làm những gì bạn được yêu cầu, bạn có khả năng bị trầm cảm. Nếu bạn rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bạn cũng có khả năng bị trầm cảm. Vậy, trầm cảm bắt đầu xuất hiện từ lúc này. Theo bác sĩ Hy Lạp của đại Hippocrates đã miêu tả thì hội chứng u sầu là một căn bệnh riêng biệt với các triệu chứng, thể chất và tinh thần đặc biệt. Ông đã mô tả tất cả nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vì chúng kéo dài trong một khoảng thời gian dài là triệu chứng của bệnh. Đó là một khái niệm tương tự nhưng rộng hơn nhiều so với chứng trầm cảm ngày nay. Sự nổi bật được trao cho các nhóm có triệu chứng buồn bã, chán nản và thất vọng, và thường bao gồm cả nỗi sợ hãi, tức giận, ảo tưởng và ám ảnh. Bản thân thuật ngữ trầm cảm trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Latin deprimo, nhấn xuống. Từ thế kỷ thứ 14, depress có nghĩa là để khuất phục hoặc hạ gục các linh hồn. Nó được sử dụng vào năm 1665 trong biên nhân sự của tác giả người Anh Richard Packer để chỉ ra một người nào đó bị suy nhược tinh thần rất lớn, và tác giả người Anh Summer Johnson
cũng theo nghĩa tương tự vào năm 1753. Thuật ngữ này được sử dụng trong sinh lý học và kinh tế học. Một cách sử dụng ban đầu đề cập đến các triệu chứng tâm thần của bác sĩ tâm thần người Pháp Louis de Lacher vào năm 1856 và đến những năm 1860. Nó đã xuất hiện ở trong các chuyên đề y học để chỉ sự giám chức năng, cảm xúc và sinh lý kể từ thời Aristotle. Từ Melancholia đã được liên kết với những người đàn ông có học thức và trí tuệ thông minh, một mối nguy hiểm của sự nghiệp. Một mối nguy hiểm của sự suy ngẫm và sáng tạo, khái niệm mới hơn đã loại bỏ những hiệp hội này và trong suốt thế kỷ 19, nó trở nên gắn bó hơn với phụ nữ. Mặc dù trạng thái u buồn vẫn là thuật ngữ chẩn đoán thống trị, nhưng trầm cảm ngày càng trở nên phổ biến trong các luận thuyết y học và là một từ đồng nghĩa vào cuối thế kỷ này. Bác sĩ về tâm thần người Đức Emmy Crowley có thể là người đầu tiên sử dụng nó như là một thuật ngữ đa quát đề cập đến các loại ưu sầu khác nhau như trạng thái trầm cảm, Simmansville, và ví dụ trạng thái ưu sầu như tăng tóc trong bài Morning and Melancholia năm 1917 của ông. Ông đưa ra giả thuyết rằng sự mất mát khách quan, chẳng hạn như mất đi một mối quan hệ quý giá nào đó do phải chết hoặc một cuộc chia tay lãng mạn cũng dẫn đến sự mất mát chủ quan. Cá nhân trầm cảm đã đồng nhất với đối tượng của tình cảm thông qua một quá trình vô thức. Tự ái được gọi là ống thông âm đạo của bản ngã. Sự mất mát như vậy dẫn đến các triệu chứng u sầu trầm trọng hơn là tang tóc. Không chỉ thế giới bên ngoài nhìn nhận sự tiêu cực của bản thân bản ngã cũng bị tổn hại. Sự suy giảm nhận thức về bản thân của người bệnh được bộc lộ trong niềm tin về sự đổ lỗi, kém cỏi và không xứng đáng của bản thân. Ông cũng nhấn mạnh kinh nghiệm đời đầu là một yếu tố tiên quyết. Adamia đã đưa ra một khuôn khổ xã hội và sinh học hỗn hợp nhấn mạnh các phản ứng trong bối cảnh của cuộc sống của một người cá nhân và cho rằng thuật ngữ trầm cảm nên được sử dụng thay vì u sầu. Chuyên bản đầu tiên của DSM chứa phản ứng trầm cảm và rối loạn thần kinh trầm cảm DSM-2 vào năm 1968 được định nghĩa là một phản ứng quá mức đối với xung đột nội bộ hoặc một sự kiện có thể xác định được và cũng bao gồm một loại trầm cảm, dương cảm, rối loạn tâm thần trong các rối loạn tình cảm lớn. Vào giữa thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng trầm cảm là do sự mất cân bằng hóa học trong các chất dẫn truyền thần kinh trong não, một lý thuyết dựa trên những quan sát được thực nghiệm vào những năm 1950 về tác dụng của Richard Pri và Ishamiya trong việc thay đổi mức độ dẫn truyền thần kinh và ảnh hưởng đến các triệu chứng trầm cảm. Lý thuyết về sự mất cân bằng hóa học chưa bao giờ được chứng minh. Thuật ngữ đơn cực được đặt ra bởi các nhà thần kinh học và là một bác sĩ tâm thần Carl Kallis, và sau đó đã được sử dụng bởi các đệ tử của ông tại Edanit và Calidon. Thuật ngữ rối loạn trầm cảm chính được đưa ra bởi một nhóm bác sĩ tâm thần Hoa Kỳ vào những năm 1970 như là một phần của các đề xuất và tiêu chuẩn chẩn đoán dựa trên một mẫu triệu chứng được gọi là tiêu chuẩn chẩn đoán nghiên cứu dựa trên tiêu chí Frame trước đó và được đưa vào DSM-3 vào những năm 1980. Hiệp hội tâm thần Hoa Kỳ đã xem rối loạn trầm cảm nghiêm trọng và sổ vào sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần DSM-3 như là một phần của chứng rối loạn thần kinh trầm cảm trước đây trong DSM-2, cũng bao gồm các tình trạng hiện được gọi là rối loạn nhịp tim và rối loạn điều chỉnh với tâm trạng chán nản. Để duy trì trí nhất quán, ICD-10 đã sử dụng các tiêu chí tương tự để chỉ ra những thay đổi nhỏ, nhưng sử dụng ngưỡng chẩn đoán ISM để đánh dấu giai đoạn trầm cảm nhẹ, thêm vào đó là các phân loại ngưỡng cao hơn cho các giai đoạn vừa và nặng. Ý tưởng cổ xưa về sớm muộn vẫn tồn tại trong khái niệm về một nhóm nhỏ trầm cảm u sầu, một thứ gắn kết nhiều nguyên nhân của trầm cảm và lo lắng mà tôi đã biết được, không phải tất cả, nhưng nhiều là trong số đó. Mọi người ở đây biết rằng ta sẽ có những nhu cầu vật chất tự nhiên, phải không? Rõ ràng là vậy. Bạn cần thức ăn, nước uống,
nơi ở, không khí sạch. Nếu tôi cứ những thứ này của bạn, bạn sẽ gặp rắc rối lớn rất nhanh chóng. Nhưng đồng thời, mỗi người đều có những nhu cầu tâm lý tự nhiên. Bạn cần cảm thấy không lạc lõng, bạn cần cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và mục đích, bạn cần cảm thấy và nhìn nhận được sự coi trọng, bạn cần cảm thấy mình có một tương lai rõ ràng. Nền văn hóa ta tạo ra tốt và nhiều mặt có những thứ tốt hơn nhiều so với quá khứ. Tôi mừng là tôi được sống lúc này, nhưng ta đang càng kém hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu tâm lý sâu kín và tiềm ẩn này. Đó không phải là thứ duy nhất đang diễn ra, nhưng tôi nghĩ đó là lý do chính cho sự gia tăng của khủng hoảng này. Tôi cảm thấy nó thật sự khó để tiếp nhận. Tôi đã vật lộn với ý nghĩ về việc thay đổi suy nghĩ bệnh trầm cảm là vấn đề của não thành bệnh có nhiều nguyên nhân. Trong đó, di chuyển là một trong các vấn đề sức khỏe khác, nhưng lại là nguyên nhân chính của nó. Về vấn đề di chuyển, thì theo các nghiên cứu về gia đình và sinh đôi, cho thấy gần 40% sự khác biệt giữa các cá nhân và nguy cơ mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng có thể được giải thích bởi các yếu tố di truyền. Giống như hầu hết các rối loạn tâm thần, rối loạn trầm cảm chính có khả năng bị ảnh hưởng bởi nhiều thay đổi di truyền cá nhân. Vào năm 2018, một nghiên cứu liên kết toàn bộ gen đã phát hiện ra 44 biến chủng gen có liên quan đến nguy cơ trầm cảm nặng. Tiếp theo là một số nghiên cứu năm 2019 đã tìm thấy 102 biến thể trong bộ gen có liên quan đến chứng trầm cảm. Về các vấn đề sức khỏe khác, thì trầm cảm cũng có thể là một sản phẩm thứ phát do một tình trạng bệnh mãn tính hoặc một giai đoạn cuối, chẳng hạn như HIV/AIDS hoặc hen suyễn, và có thể là một chứng trầm cảm thứ phát. Người ta vẫn chưa biết liệu các bệnh tiềm ẩn gây trầm cảm có ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống hay không do nguyên nhân chung, chẳng hạn trầm cảm cũng có thể là do thuốc, kết quả của việc chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như trầm cảm do thuốc, các biện pháp liên quan đến chứng trầm cảm bao gồm interferon, thuốc chặn đai tạo, thuốc tránh thai, thuốc chặn tim, thuốc chống co giật, thuốc chống loạn thần, các thuốc nội tiết tố như các chất chuyển vận hormone giải phóng gonadotropin, tạm dụng ma túy khi còn nhỏ cũng liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sau này trong cuộc sống. Trầm cảm xảy ra do mang thai được gọi là trầm cảm sơ sinh và được cho là kết quả của những thay đổi nội tiết tố liên quan đến thai kỳ. Rối loạn cảm xúc theo mùa, một dạng trầm cảm liên quan đến sự thay đổi ánh sáng mặt trời theo mùa được cho là kết quả của việc giảm ánh nắng mặt trời. Ngoài những nguyên nhân chính trên thì sinh lý bệnh của bệnh trầm cảm vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng các lý thuyết hiện tại xoay quanh hệ thống monomagic, nhịp sinh học, rối loạn chức năng miễn dịch, rối loạn chức năng trục HPA và các bất thường về cấu trúc hoặc chức năng của mặt cảm xúc. Trong những dòng nhật ký trên, chị ấy đã nói rằng ai rồi cũng rời bỏ tôi, họ còn nhiều mối quan hệ thân thiết và mong đợi hơn là để bản thân họ tính với một đứa tâm tối như tôi. Con người thì cô đơn, những nỗi buồn này sẽ đeo bám tôi bao nhiêu năm rồi, và có lẽ chúng sẽ đưa tôi đi một cách thật tự nhiên và chóng vánh. Tôi tự hỏi, tôi còn cố gắng được bao lâu nữa trước khi bản thân thực sự sụp đổ. Trong một khoảng khắc, tôi từng nghĩ đây có phải là những biểu hiện của bệnh trầm cảm hay không. Để hiểu rõ hơn về nó, tôi xin phép được trích những biểu hiện của trầm cảm. Đó là cảm xúc bị ức chế, tư duy bị ức chế hay hoạt động bị ức chế. Về cảm xúc bị ức chế, cảm xúc bị ức chế là triệu chứng phổ biến nhất ở bệnh nhân trầm cảm. Bệnh nhân thường có khi sắc buồn với biểu hiện là cảm xúc buồn trầu với nhiều mức độ khác nhau như buồn bã, thất vọng, buồn chán sâu sắc, buồn không rõ lý do, mất hứng thú hoàn toàn với những thú xung quanh. Mức độ buồn tăng lên có thể dẫn đến hành vi tự hủy hoại bản thân và tự sát. Tư duy bị ức chế. Ngoài cảm xúc bị ức chế, bệnh nhân trầm cảm còn gặp phải các triệu chứng do tư duy bị ức chế. Ban đầu các triệu chứng như là hữu khó khăn, liên tưởng chậm chạp, bi quan, lo cảm thấy bất hạnh, xấu hổ, tủi nhục. Sau đó có nhiều trường hợp kết tinh thành hoang tưởng, dẫn đến cảm giác bị buộc tội,
và cuối cùng là kích thích hành vi tự phát. Tư duy bị ức chế ở bệnh nhân trầm cảm biểu hiện qua những dấu hiệu sau: trả lời những câu hỏi khó khăn, nói chậm chạp, nói nhỏ, thường thì thào từng tiếng một, đôi khi không nói hoàn toàn mà đi kèm với khóc lóc, xin chỉ. Trở lại trên ý nghĩa tự sát, ý nghĩa kéo dài dai dẳng, trở nên hành vi tự sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bệnh nhân có thể giả vờ khỏi bệnh để thoát khỏi sự kiểm soát của thầy thuốc và người thân nhằm dễ dàng thực hiện hành vi tự sát. Cuối cùng là hoạt động ức chế. Khi cảm xúc và tư duy bị ức chế, bệnh nhân sẽ xuất hiện các hành động ức chế. Bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm thường có những hành động bất thường như đứng khom lưng, cúi đầu, do cảm giác thiếu tự tin, tội lỗi, bất hạnh, nằm im hoặc ngồi im trong vài giờ liên tục, nằm im ở giường hàng ngày, hàng tháng, đi lòi đò, quanh quẩn trong nhà, do chất kém, và các rối loạn tâm thần khác. Ngoài những triệu chứng trên, bệnh nhân mắc chứng trầm cảm còn có các biểu hiện như xuất hiện ảo giác, hoang tưởng với nội dung và tự buộc tội bản thân, khả năng chú ý giảm do tư duy bị ức chế, xuất hiện ảo thanh, nghe tiếng tố cáo hoặc tội lỗi của mình hoặc báo trước những hình phạt. Các rối loạn tâm thần này thường là hệ quả do tư duy bị ức chế sau một thời gian dài. Các triệu chứng trên thôi thúc bệnh nhân thực hiện hành động tự sát để chuộc tội và giải phóng bản thân. Ngoài những biểu hiện trên của trầm cảm, thì triệu chứng và dấu hiệu của nó cũng là một phần không thể thiếu để bạn có thể nhận diện nó một cách trực quan nhất. Những người trầm cảm có thể bận tâm hoặc suy ngẫm về những suy nghĩ và những cảm giác vô dụng, tội lỗi hoặc hối tiếc không phù hợp, bất lực hoặc tuyệt vọng. Trong trường hợp nghiêm trọng, người trầm cảm có thể có các triệu chứng rối loạn tâm thần. Những triệu chứng này bao gồm ảo tưởng hoặc ít phổ biến hơn ảo giác, thường khó chịu. Các triệu chứng khác của trầm cảm bao gồm khả năng tập trung và trí nhớ kém, đặc biệt là những người có biểu hiện u uất hoặc rối loạn tâm thần, luôn luôn có các tình huống và hoạt động xã hội, giảm ham muốn tình dục, cáu kỉnh và nghĩ đến cái chết hoặc tự tử. Mất ngủ là phổ biến ở những người trầm cảm. Trong mô hình điển hình, một người thức dậy rất sớm và không thể ngủ lại được. Tình trạng mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều cũng có thể xảy ra. Một số triệu chứng trầm cảm cũng có thể gây mất ngủ do tác dụng kích thích của chúng. Một người trầm cảm có thể báo cáo những triệu chứng về thể chất như mệt mỏi, đau đầu hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới về trầm cảm, phàn nàn về thể chất là vấn đề phổ biến nhất ở các nước đang phát triển. Cảm giác thèm ăn, thèm giảm, dẫn đến giảm cân, mặc dù đôi khi xảy ra hiện tượng thèm ăn, tập, tăng cân. Gia đình và bạn bè có thể nhận thấy rằng hành vi của người đó là kích động hoặc hôn mê. Những người lớn tuổi bị trầm cảm có thể có các triệu chứng nhận thức khi mới khởi phát, chẳng hạn như hay quên và cử động chậm lại đáng chú ý. Trẻ trầm cảm thường có các biểu hiện tâm trạng cáu kỉnh hơn là trầm cảm và có các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi và tình huống. Hầu hết là mất hứng thú đến trường và có biểu hiện sa sút trong học tập. Họ có thể được mô tả là đeo bám, đòi hỏi, phụ thuộc hoặc không an toàn. Việc chẩn đoán có thể bị trì hoãn hoặc mở sót khi các triệu chứng được hiểu là tâm trạng gỗ bình thường. Để có thể xác định một người có bị mắc bệnh trầm cảm hay không thì người đó phải có từ 5 triệu chứng trở lên hoặc bất kỳ hạng mục nào mà tôi vừa nêu trên. Xuất hiện gần như là ngày trong khoảng 2 tuần thì người đó mới được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm. Một điều quan trọng trong việc xác định một người có bị trầm cảm hay không là họ phải chưa bao giờ trải qua cảm giác quá khích hoặc quá vui vẻ đến mức không thể điều khiển bản thân mình. Hoặc sau khi tâm trạng trở nên tồi tệ như là quả hố đen không lối thoát. Nếu không thì họ sẽ được chẩn đoán là mắc bệnh lưỡng cực thay vì trầm cảm. Đọc đến đây, chắc bạn sẽ hỏi tôi rằng làm sao để chữa bệnh
và chuẩn bị. Để có thể chuẩn bị thì các bạn phải thực hiện 3 bước, đó là đánh giá lâm sàng, tiêu chí ISD và ICD, cuối cùng là chẩn đoán chuyên biệt. Đánh giá lâm sàng có thể được thực hiện bởi một bác sĩ đa khoa được đào tạo phù hợp, hoặc bởi một bác sĩ tâm thần, hoặc một nhà tâm lý học vừa ghi lại hoàn cảnh hiện tại, tiền sử tiểu sử, các triệu chứng hiện tại, tiền sử gia đình và việc sử dụng rượu và ma túy của người đó. Đánh giá cũng bao gồm kiểm tra tình trạng tinh thần, là đánh giá về tâm trạng và nội dung suy nghĩ hiện tại của người đó, đặc biệt là sự hiện diện của các chủ đề về sự tuyệt vọng hoặc bi quan, sự làm hại hoặc tự tử, và không có suy nghĩ đến các kế hoạch tiếp tục. Trước khi chẩn đoán rối loạn tình cảm nặng, bác sĩ thường tiến hành kiểm tra y tế và các cuộc điều tra được lựa chọn để loại trừ các nguyên nhân khác gây ra các triệu chứng. Chúng bao gồm xét nghiệm máu, có TSH và tyrosine để giải, để loại trừ sinh sát, xét điện giải cơ bản và canxi huyết thanh để loại trừ các rối loạn chuyển hóa, và công thức máu đầy đủ bao gồm ESG để loại trừ nhiễm trùng toàn thân hoặc bệnh mãn tính. Các phản ứng có hại đối với các thuốc hoặc lạm dụng rượu cũng thường được loại trừ. Nồng độ testosterone có thể được đánh giá để chẩn đoán khả năng sinh dục. Một số nguyên nhân gây bệnh trầm cảm có nam giới, mức độ vitamin D có thể được đánh giá, thì mức độ vitamin D thấp có liên quan đến nguy cơ trầm cảm cao hơn. Tiêu chí ISD và ICD thì các tiêu chí được sử dụng rộng rãi nhất để chẩn đoán về các tình trạng trầm cảm được tìm thấy trong cẩm năng chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó sử dụng gen của các giai đoạn trầm cảm cho một số loại trầm cảm từng đợt và tái phát nhiều đợt. Hệ thống thứ hai thường được sử dụng ở các nước châu Âu, trong khi hệ thống thứ nhất được sử dụng ở Hoa Kỳ và các nước không thuộc châu Âu khác, và các tác giả của cả hai đã làm việc để phù hợp với hệ thống kia. Cả ISD-5 và ICD-10 để đánh giá các triệu chứng trầm cảm điển hình chính. ICD-10 định nghĩa ba triệu chứng trầm cảm điển hình là chán nản tâm trạng, anhedonia và giảm năng lượng. Hai trong số đó nên có mặt để xác định chẩn đoán rối loạn trầm cảm. Theo ISD-5 có hai triệu chứng trầm cảm chính là tâm trạng chán nản và mất hứng thú hay niềm vui trong các hoạt động. Những triệu chứng này cũng như 5 trong số 9 triệu chứng cụ thể hơn được liệt kê phải thường xuyên xảy ra hoặc trong hơn 2 tuần đến mức độ nó làm suy giảm các chức năng để chẩn đoán. Rối loạn trầm cảm nặng được phân loại là rối loạn tâm trạng trong ISD-5, chẩn đoán cho các sự hiện diện của các giai đoạn trầm cảm chính đơn lẻ hoặc tái phát. Nhưng để kê các tiêu chí rất giống nhau để chẩn đoán về giai đoạn trầm cảm nhẹ, vừa hoặc nặng, thường bị tái phát có thể được xem là nếu đã có hiện tượng trầm cảm mà không có rung cảm. Giai đoạn trầm cảm chính là một giai đoạn trầm cảm được đặc trưng bởi sự hiện diện của tâm trạng chán nản nghiêm trọng, kéo dài ít nhất 2 tuần. Các tật có thể bị cô lập hoặc tái phát và được phân loại là nhẹ, ít triệu chứng hoặc tiêu chí giới thiệu, trung bình hoặc nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến các hoạt động xã hội hoặc nghề nghiệp. Một giai đoạn có các biểu hiện loạn thần, thường được gọi là trầm cảm loạn thần, được tự động xuất hạn là nghiêm trọng nếu bệnh nhân đã có một giai đoạn rung cảm hoặc tâm trạng tăng cao rõ rệt, thì chẩn đoán rối loạn lưỡng cực sẽ được thay thế. Trầm cảm không có rung cảm đôi khi được gọi là đơn cực, thì tâm trạng vẫn là một trạng thái cảm xúc hoặc một cực cảm xúc. ISD-5-TR loại trừ các trường hợp các triệu chứng là kết quả của việc mất đi. Mặc dù người mất bình thường có thể tiến triển thành giai đoạn trầm cảm nếu tâm trạng vẫn tiếp diễn và các đặc điểm đặc trưng của giai đoạn trầm cảm nặng phát triển. Các tiêu chí đã bị chỉ trích vì chúng không tính đến bất kỳ khía cạnh nào khác của bối cảnh cá nhân và xã hội mà ở đó bệnh trầm cảm có thể xảy ra. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã tìm thấy ít hỗ trợ thực hiện cho các tiêu chí các ISD-5 cho thấy chúng là một quy ước chẩn đoán áp dụng cho một loạt các triệu chứng trầm cảm với mức độ nghiêm trọng và thời gian khác nhau. Mất mạng không còn là tiêu chí loại trừ trong ISD-5, mà giờ đây bác sĩ lâm sàng phải phân biệt giữa phản ứng bình thường với mất mát và NDD.
Loại chỉ là một loại các chẩn đoán liên quan, bao gồm chứng rối loạn nhịp tim, liên quan đến rối loạn tâm trạng mãn tính. Nhưng nhẹ hơn, trầm cảm ngắn hạn khá khác, bao gồm các giai đoạn trầm cảm ngắn gọn, số loạn trầm cảm nhẹ. Theo đó chỉ có một số rối loạn trầm cảm. Theo đó chỉ có một số triệu chứng của trầm cảm nặng và rối loạn điều chỉnh của tâm trạng chán nản, điều trị tâm trạng thấp do phản ứng tâm lý trước một sự kiện hoặc một tác nhân gây căng thẳng có thể xác định được. Ba rối loạn trầm cảm mới đã được thêm vào DS5. Rối loạn điều hòa tâm trạng rối loạn được phân loại theo sự khó kiểm đáng kể ở trong thời thơ ấu. Rối loạn trầm cảm tiền kinh nguyệt gây ra các giai đoạn lo lắng trầm cảm hoặc khó kiểm ở một hoặc hai tuần trước kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, và rối loạn trầm cảm dai dẳng. DS5 đưa ra 6 loại khác của trầm cảm được gọi là các xác định. Ngoài việc ghi nhận độ dài, mức độ nghiêm trọng và sự hiện diện của các đặc điểm rối loạn tâm thần, nó bao gồm trầm cảm u sầu, trầm cảm không điển hình, trầm cảm các cao thông hệ, trầm cảm với lo âu lo lắng, trầm cảm khởi phát khi sinh nở và rối loạn cảm xúc theo mùa. Đầu tiên, về trầm cảm u sầu, đặc trưng bởi mất niềm vui trong hầu hết tất cả các hoạt động, không phản ứng với các kích thích thú vị. Chất lượng tâm trạng chán nản rõ ràng hơn so với đau buồn hoặc mất mát. Các triệu chứng tồi tệ hơn vào buổi sáng, sớm thức dậy vào buổi sáng, chậm phát triển tâm thần vận động, chụp cân quá mức hoặc mặc cảm quá mức. Về trầm cảm không điển hình, được đặc trưng bởi phản ứng tâm trạng và tích cực, tăng cân đáng kể hoặc tăng khả năng khả ăn, ngủ quá nhiều hoặc buồn ngủ, cảm giác nặng nề ở các khi được gọi là liệt thì và suy giảm chức năng xã hội đáng kể, như là một hệ quả của việc quá mẫn cảm với sự từ chối giữa các cá nhân với nhau. Trầm cảm các cao văn định là một dạng trầm cảm nghiêm trọng và hiếm gặp liên quan đến rối loạn hành vi vận động và các triệu chứng khác. Ở đây, người đã bị câm hoặc gần như sững sờ, bất động hoặc biểu hiện những biểu hiện không mục đích hoặc thậm chí là kỳ quái. Các triệu chứng catatonic cũng xảy ra trong bệnh nhân tâm thần chuyên nghiệp hoặc trong các giai đoạn nghi cảm, cũng có thể do hội chứng áp tính lan thần kinh gây ra. Trầm cảm và lo âu lo lắng đã được thêm vào DS5 như là một phương tiện để nhấn mạnh sự đồng xuất hiện giữa trầm cảm hoặc thương cảm và lo lắng, cũng như nguy cơ tự tử của những người trầm cảm và lo lắng. Chỉ định theo cách như vậy cũng có thể giúp các tiên lượng những người được chẩn đoán mắc bệnh. Những người được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Trầm cảm khởi phát khi sinh nở là tình trạng trầm cảm dữ dội, kéo dài và đôi khi mang tính hủy diệt ở phụ nữ sau khi sinh hoặc phụ nữ đang mang thai. DS5-TR đã sử dụng phân loại trầm cảm sau sinh, nhưng điều này đã được thay đổi để không loại trừ các trường hợp phụ nữ bị trầm cảm khi mang thai. Trầm cảm khởi phát chu sinh có tỷ lệ mắc bệnh ở các bà mẹ mới sinh là 10-15%. DS5 quy định rằng để được coi là trầm cảm khi khởi phát chu sinh, khởi phát xảy ra khi mang thai hoặc trong vòng 1 tháng sau khi sinh. Người ta nói rằng trầm cảm sau sinh có thể kéo dài đến 3 tháng. Rối loạn cảm xúc theo mùa là một dạng trầm cảm, trong đó các giai đoạn trầm cảm xảy ra vào mùa thu hoặc mùa đông và hết vào mùa xuân. Chẩn đoán được thực hiện nếu ít nhất 2 đợt xảy ra trong những tháng lạnh mà không xảy ra vào những thời điểm khác trong khoảng thời gian 2 năm hoặc lâu hơn. Về chẩn đoán phân biệt, tại để xác định rối loạn trầm cảm nặng là chẩn đoán có khả năng xảy ra nhất, các chẩn đoán tiềm năng khác phải được xem xét, bao gồm rối loạn nhịp tim, rối loạn điều chỉnh với tâm trạng chán nản hoặc rối loạn lưỡng cực. Bởi rối loạn nhịp tim là một rối loạn tâm trạng mãn tính nhẹ hơn, trong đó người báo cáo tâm trạng thấp gần như là ngày trong một khoảng thời gian ít nhất là 2 năm. Các triệu chứng không nghiêm trọng như các triệu chứng trầm cảm nặng, mặc dù những người mắc chứng rối loạn nhịp tim sẽ bị các đợt trầm cảm nặng thứ phát, đôi khi gọi là trầm cảm thực chất. Rối loạn điều chỉnh với tâm trạng chán nản là rối loạn tâm trạng xuất hiện như một phản ứng tâm lý đối với một sự kiện hoặc tác nhân gây căng thẳng có thể được xác định
trong đó các triệu chứng cảm xúc hoặc hành vi trở nên đáng kể nhưng không đáp ứng các tiêu chí cho một rối loạn trầm cảm nặng. Rối loạn lưỡng cực còn được gọi là rối loạn lưỡng cảm. Trầm cảm là một tình trạng có các giai đoạn trầm cảm xen kẽ với một giai đoạn lưỡng cảm hoặc xương cảm. Mặc dù trầm cảm hiện đang được phân loại là một chứng rối loạn chuyên biệt, nhưng vẫn có một cuộc tranh luận đang diễn ra chỉ những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng xảy ra ở một số triệu chứng lưỡng cảm, cho thấy một rối loạn tâm trạng liên tục, các triệu chứng phân biệt khác liên quan đến hội chứng mệt mỏi mãn tính. Các rối loạn khác cần được loại trừ khi chẩn đoán rối loạn trầm cảm nặng. Chúng bao gồm trầm cảm do bệnh tật, thuốc men và lạm dụng chất kích thích, trầm cảm do bệnh lý thể chất được chẩn đoán là rối loạn tâm trạng do tình trạng bệnh lý nói chung. Tình trạng này được xác định dựa trên tiền sử phát hiện trong phòng thí nghiệm hoặc khám sức khỏe. Khi trầm cảm do dùng thuốc, lạm dụng thuốc hoặc tiếp xúc với chất độc thì bệnh này được chẩn đoán là một rối loạn tâm trạng cụ thể. Trước đây được gọi là rối loạn tâm trạng do các chất gây ra trong bị ép vào 5CR. Sau khi đã có bước đầu về chẩn đoán bệnh trầm cảm thì bạn sẽ phải nghĩ cách để điều trị nó. Có ba phương pháp điều trị trầm cảm phổ biến nhất, đó là liệu pháp tâm lý, thuốc và liệu pháp điện giật. Tâm lý trị liệu là sự lựa chọn điều trị dùng thuốc cho những người dưới 18 tuổi, hướng dẫn năm 2004 của Viện Y tế và Chăm sóc Quốc gia. Vương quốc Anh chỉ ra thuốc chống trầm cảm không nên được sử dụng để điều trị ban đầu trầm cảm nhẹ vì tỷ lệ rủi ro lợi ích là thấp. Các vùng sẽ khuyến cáo rằng điều trị bằng thuốc chống trầm cảm kết hợp với các liệu pháp can thiệp tâm lý xã hội nên được xem xét đối với những người có tiền sử trầm cảm vừa hoặc nặng. Những người bị trầm cảm nhẹ đã xuất hiện trong một thời gian dài. Là phương pháp điều trị thứ hai cho chứng trầm cảm nhẹ vẫn tồn tại sau các can thiệp khác, là phương pháp điều trị đầu tiên cho bệnh trầm cảm vừa hoặc nặng. Các hướng dẫn lưu ý thêm rằng điều trị chống trầm cảm nên được tiếp tục sau ít nhất khoảng 6 tháng để giảm nguy cơ tái phát, và SSRI được dung nạp tốt hơn so với thuốc chống trầm cảm 3 vòng. Các hướng dẫn điều trị của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ khuyến cáo rằng điều trị ban đầu nên được điều chỉnh dựa trên các yếu tố bao gồm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, các rối loạn mắc phải, kinh nghiệm điều trị trước đó và sở thích của bệnh nhân. Các lựa chọn có thể bao gồm liệu pháp vật lý, liệu pháp tâm lý, tập thể dục, liệu pháp điện giật, kích thích từ trường xuyên sọ hoặc liệu pháp ánh sáng. Thuốc chống trầm cảm được khuyến cáo là lựa chọn điều trị ban đầu cho những người trầm cảm nặng, nhẹ, trung bình hoặc nặng, và nên được dùng cho tất cả các bệnh nhân trầm cảm nặng chỉ khi có kế hoạch điều trị ECT. Có bằng chứng cho thấy dịch vụ chăm sóc hợp tác với một số những bác sĩ chăm sóc sức khỏe tạo ra kết quả tốt hơn so với chăm sóc thông thường của một bác sĩ duy nhất. Ví dụ, có một người nông dân nước nọ làm việc trên một cánh đồng lúa. Một ngày nọ, anh ta đứng ở trên quả mì đã bị bỏ lại sau chiến tranh với Mỹ, và anh ta bị mất một chân nên họ vắng sang một chiếc chân giả. Sau một thời gian, anh ta trở lại cánh đồng lúa làm việc. Nhưng có lẽ làm việc dưới nước sẽ rất đau nhức khi bạn đang mang chân giả, và tôi đoán là rất đau khổ khi quay lại làm việc nơi anh ta chịu tai nạn. Anh ta bắt đầu khóc lóc cả ngày và không chịu ra khỏi giường. Anh ta có các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng. Bác sĩ Campuchia nói, đó là lúc chúng tôi cho anh thuốc chống trầm cảm. Và bác sĩ Summerfield đã hỏi, đó là gì? Họ giải thích rằng, họ đến và ngồi xuống với anh ta, họ lắng nghe anh, họ đã hiểu được sự đau đớn của anh. Khó cho anh ta để nhận ra điều đó khi đang bị trầm cảm, nhưng nó gây ra những ảnh hưởng rất dễ trong cuộc sống của anh. Một vị bác sĩ đang nói chuyện với một người đã nói rằng, người ta mua cho anh ta một con bò cái,
anh ta sẽ làm thế nào? Anh ta có thể là một người như bò sữa, anh ta sẽ không ở trong tình trạng đau buồn như thế. Anh ta sẽ không phải như là ở trên cánh đồng lúa. Nếu họ mua cho anh một con bò, chỉ trong vài tuần, anh ta ngừng khóc. Trong một tháng, anh ta hết bị trầm cảm. Họ nói với bác sĩ Samofia. Anh thầy đó, bác sĩ, con bò chính là thuốc chống trầm cảm. Đó là ý của anh. Phải không? Tôi có đoán được bác sĩ Samofia đã điều trị cho anh nhân dân kia thế nào không? Để trả lời cho câu hỏi này, bạn hãy xem về những cách điều trị cụ thể như đầu tiên đó là lối sống. Tập thể dục được khuyến khích để kiểm soát trầm cảm nhẹ và có tác dụng vừa phải đối với các triệu chứng. Tập thể dục cũng được chứng minh là có hiệu quả đối với chứng trầm cảm nặng, là tương đương với việc sử dụng thuốc hoặc các liệu pháp tâm lý ở hầu hết mọi người. Ở người lớn tuổi, nó dường như làm giảm trầm cảm. Tập thể dục có thể được khuyến khích cho những người sẵn sàng, có động lực và thể chất đủ khỏe mạnh để tham gia vào một số chương trình tập thể dục như một phương pháp điều trị. Có một lượng nhỏ bằng chứng cho thấy thức trắng đêm có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm với những tác động thường xuất hiện trong vòng một ngày. Hiệu ứng này thường là tạm thời, bên cạnh cảm giác buồn ngủ. Phương pháp này có thể gây ra tác dụng phụ là hưng cảm. Trong các nghiên cứu quan sát, việc cai thuốc lá có lợi cho bệnh trầm cảm tương đương hoặc lớn hơn với việc dùng thuốc. Tương đương hoặc lớn hơn với việc dùng thuốc chữa trầm cảm. Bên cạnh tập thể dục, giấc ngủ và chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò nào đó trong bệnh trầm cảm. Và các biện pháp can thiệp vào những lĩnh vực này có thể là một liệu pháp bổ sung hiệu quả cho các phương pháp thông thường. Về liệu pháp trò chuyện. Liệu pháp trò chuyện hay còn gọi là tâm lý trị liệu có thể được các chuyên gia sức khỏe tâm thần cung cấp cho các cá nhân, nhóm hoặc gia đình. Một đánh giá năm 2017 cho thấy liệu pháp hành vi nhận thức có vẻ tương tự như thuốc chống trầm cảm về mặt tác dụng. Mọi đánh giá năm 2012 cho thấy liệu pháp tâm lý tốt hơn là điều trị chứ không phải là các phương pháp điều trị khác. Với một dạng trầm cảm mãn tính và phức tạp hơn, có thể sử dụng kết hợp thuốc và liệu pháp tâm lý. Có một bằng chứng chất lượng vừa phải cho thấy liệu pháp tâm lý là bổ sung hữu ích cho việc điều trị thuốc chống trầm cảm tiêu chuẩn đối với chứng trầm cảm kháng trị trong thời gian ngắn. Liệu pháp tâm lý đã chứng minh là có hiệu quả đối với những người lớn tuổi. Liệu pháp tâm lý thành công dường như làm giảm sự tái phát của bệnh trầm cảm ngay khi nó đã ngừng hoặc được thay thế bằng các liệu tăng cường không thường xuyên. Liệu pháp nhận thức hành vi. Liệu pháp nhận thức hành vi hiện có nhiều bằng chứng nghiên cứu nhất về việc điều trị trầm cảm ở trẻ em và thanh thiếu niên. CBT và liệu pháp tâm lý giữa các cá nhân là những liệu pháp được ưu tiên cho chứng trầm cảm và giới trị thành niên theo nghiên cứu quốc gia. Theo viện quốc gia về sức khỏe và lâm sàng ở những người dưới 18 tuổi chỉ nên dùng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý, chẳng hạn như CBT, liệu pháp giữa các cá nhân hoặc liệu pháp gia đình. Liệu pháp nhận thức hành vi đã được chứng minh là làm giảm số ngày ốm của những người bị trầm cảm khi được sử dụng cùng với chăm sóc ban đầu. Hình thức tâm lý trị liệu được nghiên cứu nhiều nhất cho các bệnh trầm cảm là CBT, dạy khách hàng cách thức khả năng tự đánh đạo bản thân, nhưng cách suy nghĩ về nhận thức, bền bỉ và thay đổi hành vi và tác dụng. Nghiên cứu bắt đầu từ những năm 1990 cho thấy rằng CBT có thể hoạt động tốt hơn hoặc tốt hơn giúp chứng trầm cảm ở bệnh nhân trầm cảm từ trung bình tới nặng. CBT có thể có hiệu quả ở thanh thiếu niên trầm cảm mặc dù tác dụng của nó đối với các đợt trầm cảm chưa được rõ ràng. Một số biến số dự đoán sự thành công cho liệu pháp hành vi nhận thức ở thanh thiếu niên đó là mức độ suy nghĩ hợp lý cao hơn, ít vô vọng hơn, ít suy nghĩ tiêu cực hơn và ít biến dạng nhận thức hơn. CBT đặc biệt có lợi trong việc ngăn ngừa tái phát bệnh. Liệu pháp nhận thức hành vi và các chương trình nghề nghiệp bao gồm điều chỉnh các hoạt động làm việc và hỗ trợ
đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm số ngày uống của công nhân bị trầm cảm. Các biến thể. Một số biến thể của liệu pháp hành vi nhận thức đã được sử dụng ở những người trầm cảm. Đáng chú ý nhất là liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý và liệu pháp nhận thức dựa trên chánh niệm. Các chương trình giảm căng thẳng dựa trên chánh niệm có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Các chương trình thực hành chính xác, chánh niệm về phân tâm học. Phân tâm học là một trường phái tư tưởng được thành lập bởi Sigmund Freud. Nhấn mạnh đến các giải quyết những xung đột tinh thần vô thức, các kỹ thuật phân tích tâm lý được một số học viên sử dụng để điều trị cho những nhân thủ mắc chứng trầm cảm nặng. Một liệu pháp được thực hành rộng rãi hơn được gọi là liệu pháp tâm lý động lực học theo truyền thống của phân tâm học, nhưng khi chuyên sâu hơn, học một hoặc hai lần một tuần, nó cũng có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các vấn đề trước mắt của người đó và có thêm sự tập trung xã hội giữa các cá nhân. Trong một số phân tích tổng hợp của ba thử nghiệm có đối chứng về liệu pháp tâm lý hỗ trợ. Về liệu pháp tâm lý hỗ trợ tâm lý động lực học ngắn hạn, sự thay đổi này được phát hiện có hiệu quả như thuốc chống trầm cảm nhẹ đến trung bình. Thuốc chống trầm cảm. Kết quả mâu thuẫn nảy sinh giữa các nghiên cứu xem xét hiệu quả của thuốc chống trầm cảm ở những người bị trầm cảm cấp tính nhẹ đến trung bình, bằng chứng mạnh mẽ hơn ủng hộ hữu ích các thuốc chống trầm cảm trong điều trị trầm cảm nặng tính hoặc trầm trọng. Mặc dù những lợi ích nhỏ đã được tìm thấy, các nhà nghiên cứu Irving Kirk và Thomas Mori nói rằng chúng có thể là do các vấn đề và các thử nghiệm chứ không phải là do tác dụng thực sự của thuốc. Trong một ấn phẩm sau đó, Chris kết luận rằng tác dụng tổng thể của thuốc chống trầm cảm thế hệ mới thấp hơn các tiêu chí khuyến cáo về ý nghĩa lâm sàng. Kết quả tương tự cũng thu được như một phân tích tổng hợp của phương này. Một đánh giá do Viện Quốc gia về Y tế và Chăm sóc ủy quyền đã kết luận rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc SSRI chẳng hạn. Về thuốc khác, có một số bằng chứng cho thấy dầu cá bổ sung axit béo omega 3 có chứa hàm lượng cao từ axit eicosapentaenoic đến axit eicosapentaenoic có chứa hàm lượng cao từ EPA đến DHA có hiệu quả trong việc điều trị nhưng không phải là ngăn ngừa trầm cảm nặng. Tuy nhiên, một tổng quan của Cochran xác định rằng không có đủ bằng chứng chất lượng cao để cho thấy axit béo omega 3 có hiệu quả trong bệnh trầm cảm. Có ít bằng chứng cho thấy việc bổ sung vitamin D có giá trị trong việc giảm bớt các triệu chứng trầm cảm ở những người thiếu vitamin D. Có một số bằng chứng sơ bộ cho thấy chất ức chế COX2 chẳng hạn như Cebocochin có tác dụng hữu ích đối với chứng trầm cảm nặng. Lithium dường như có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tự tử ở những người bị rối loạn lưỡng cực và trầm cảm lưỡng cực xuống đến mức gần như bằng với dân số chung. Có một phạm vi hẹp về lượng hiệu quả và an toàn của lithium, do đó có thể cần theo dõi chặt chẽ hormone tuyến giáp liều thấp có thể được thêm vào các thuốc chống trầm cảm hiện có để điều trị các triệu chứng trầm cảm dai dẳng ở những người đã sử dụng nhiều giờ thuốc. Bằng chứng hạn chế cho thấy các chất kích thích chẳng hạn như amphetamine và modafinil có thể có hiệu quả trong ngắn hạn hoặc như một liệu pháp bổ trợ. Ngoài ra, người ta cho rằng bổ sung folate có thể có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh trầm cảm. Có bằng chứng dự kiến về lợi ích của testosterone và nam giới đối với những bệnh nhân trầm cảm. Liệu pháp co giật điện là một phương pháp điều trị tâm thần tiêu chuẩn, trong đó các cơn co giật được gây ra bằng điện ở bệnh nhân để làm giảm các bệnh tâm thần. ECT được sử dụng khi có sự đồng ý rõ ràng như một phương pháp can thiệp cuối cùng cho rối loạn trầm cảm nặng. Một đợt ECT có hiệu quả đối với 50% những người bị rối loạn trầm cảm nặng kháng trị, cho dù đó là rối loạn đương cực hay lưỡng cực. Điều trị theo dõi vẫn còn chưa được nghiên cứu, nhưng khoảng một nửa số người đã đáp ứng giải pháp trong vòng
trong khoảng 12 tháng. Ngoài các rủi ro lên não, các rủi ro vật lý chung của ACT tương tự như rủi ro gây mê toàn thân ngắn hạn. Ngay sau khi điều trị, các tác dụng phụ thường gặp nhất là rối loạn và mất trí nhớ. ACT được coi là một trong những lựa chọn điều trị ít gây hại nhất cho phụ nữ mang thai bị trứng cắn nặng. Một liệu trình thông thường của ACT bao gồm nhiều lần tiêm, thường được dùng 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Cho đến khi bệnh nhân không còn có các triệu chứng, ACT được thực hiện bởi dưới gây mê với thuốc giãn cơ. Liệu pháp điện giật có thể sử dụng về ứng dụng của nó theo 3 cách, đó là vị trí đặt điện cực, tần số điều trị và dạng phóng của kích thích. Ba hình thức áp dụng này có sự khác biệt đáng kể về cả tác dụng phụ và sự thuyên giảm triệu chứng. Sau khi điều trị bằng thuốc thường được tiếp thu và một số bệnh nhân được ACT duy trì. ACT giống như hoạt động ngắn hạn thông qua giúp chống co giật chủ yếu ở dưới chán, hoặc lâu dài hơn và lâu dài hơn thông qua tác dụng dưỡng thần kinh chủ vật lâu dài hơn và lâu dài hơn thông qua tác dụng dưỡng thần kinh chủ yếu ở dưới thái dương giữa. Kích thích từ trường xương sọ là một phương pháp không xâm lấn được sử dụng để kích thích các vùng nhỏ của não. TMS đã được FDA chứng nhận. TMS đã được FDA chứng nhận cho chứng rối loạn trầm cảm nặng kháng điều trị vào năm 2008. Và đến năm 2014, bằng chứng chứng minh rằng nó có hiệu quả. Hiệp hội tâm thần Hoa Kỳ, mạng lưới Canada về rối loạn tâm trạng và lo lắng và Đại học Tâm thần Hoàng gia Úc và New Zealand đã cho phép dùng TMS cho bệnh nhân tình cảm. Kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ là một phương pháp không xâm lấn khác được sử dụng để kích thích các vùng nhỏ của não với sự trợ giúp của dòng điện yếu. Ngày càng nhiều bằng chứng đã được thu nhập về hiệu quả của nó như là một phương pháp điều trị trầm cảm. Một phân tích tổng hợp được công bố vào năm 2020 tóm tắt kết quả của chín nghiên cứu gồm 572 người tham gia kết luận rằng TDCS hoạt động tốt hơn, đáng kể hơn so với giảm hạn về phản ứng, tương ứng là 30.9% so với 18.9%, thuyên giảm 19.9% so với 11.7%, và trầm cảm cải tiến. Theo một phân tích tổng hợp năm 2016, 30% bệnh nhân được điều trị bằng TDCS cho thấy giảm ít nhất 50% triệu chứng so với 19% được điều trị giảm trong 6 thử nghiệm ngẫu nhiên có biến chứng. Liệu pháp ánh sáng rực rỡ làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng trầm cảm có lợi cho cả rối loạn cảm xúc theo mùa và trầm cảm trái mùa, có tác dụng tương tự như đối với các thuốc chống trầm cảm thông thường. Đối với chứng trầm cảm trái mùa, việc thêm liệu pháp ánh sáng vào liệu pháp chống trầm cảm tiêu chuẩn không hiệu quả. Đối với chứng trầm cảm trái mùa, trong đó ánh sáng được sử dụng chủ yếu kết hợp với thuốc chống trầm cảm hoặc liệu pháp đánh thức, một tác dụng trung bình đã được tìm thấy và phản ứng tốt hơn so với điều trị kiểm soát trong các nghiên cứu chất lượng cao. Đến đây, các bạn đã hiểu thêm về trầm cảm rồi nhỉ? Hy vọng mọi người sau khi nghe xong có thể có những cái nhìn hoặc sợ thêm về bệnh trầm cảm và hiểu đúng đắn hơn về nó. Cuối cùng, mình xin được trích câu nói của Ron Hardy để gửi đến các bạn. Nếu bạn bị trầm cảm, nếu bạn thấy lo lắng, bạn không hề đuối, bạn không hề điên khùng. Hơn hết là, bạn không phải là một chiếc máy bị hỏng các bộ phận, bạn là một người.
và các nhu cầu không được đáp ứng. Cũng rất quan trọng để nghĩ về những điều mà các bác sĩ Campuchia và Tổ chức Y tế Thế giới không nói. Họ không nói tới anh nông dân: "Này, anh bạn, anh cần bình tĩnh lại. Việc này của anh, việc của anh là tự tìm và khắc phục vấn đề này." Trái lại, họ nói rằng: "Chúng ta là một nhóm ở đây để giúp đỡ bạn, nên chúng ta có thể cùng nhau tìm ra và khắc phục vấn đề." Đó là điều những người bị trầm cảm cần, và đó là những điều mà họ xứng đáng được. Cảm ơn mọi người đã nghe kênh của mình. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Bye bye!